Và xin chào mừng tất cả quý khán giả, chúng ta cùng quay trở lại với sân bóng đá Đào Nguyên để cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo. Đây là những diễn biến tại lượt trận thứ hai vòng đấu bảng thuộc khuôn khổ giải bóng đá sân 7 U19 Bạc Liêu mở rộng năm 2024. Cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ KLC FC và Sơn Châu Sup. Phía tay phải màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn, trong khi đó thì Sơn Châu Sup họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải, tay trái bên chiều ngược lại. Xin gửi lời chào đến Gia Bảo, đang có rất đông các cổ động viên. Như vậy là vừa rồi thì đã có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ KLC. Một bàn thắng đến rất bất ngờ. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội áo xanh, và chúng ta sẽ theo dõi lại pha bóng này. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng của các cầu thủ bên phía KLC. Đó là một tình huống không hiểu ý giữa thủ thành cũng như là cầu thủ của Sơn Châu Sup. Một bàn thắng đến rất bất ngờ. Một tình huống trả bóng về và một pha bắt bóng không thật sự chủ động và đủ cảm giác của thủ thành bên phía Sơn Châu Sup. Góc sút là rất rộng ở tình huống này, và ở góc quay này chúng ta có thể thấy liệu các thủ xanh họ có thể thực hiện thành công hay không. Dứt điểm từ xa, không vào. Tình huống dứt điểm rất căng của Tài Nhi Đồng, nhưng không thể có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ KLC. Đã phạt góc bây giờ dành cho đội bóng áo xanh. Tình huống dứt điểm rất căng nhưng bóng vừa rồi đã đi trên cột dọc. Một cú dứt điểm rất khó chịu vẫn còn. Cơ hội. Vào! 2-0 dành cho KLC. Lại là một tình huống phối hợp tốt nữa của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Mãi mê tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm được. Thì bây giờ Sơn Châu Sup họ lại để thủng lưới. Pha làm bàn có vẻ đến từ vị trí của Giang Maya. 2-0 dành cho KLC. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Nỗ lực của các cầu thủ xanh đã giúp cho họ có được bàn thắng để nâng tỷ số trận đấu. Dứt điểm không vào. Phải dứt điểm rất căng nhưng vừa rồi là một pha bóng rất chắc tay của thủ thành bên phía Sơn Châu Sup. Một pha bóng thể hiện được trình độ của thủ thành bên phía đội bóng áo đỏ. Và xoay trở của cầu thủ mang áo số 2 đó là Phương Huy. Phương Huy cũng là cầu thủ được tung vào sân ở khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp. Pha bóng khá lộn xộn. Đường truyền về thật sự là rất mạo hiểm, cơ hội không được, vẫn còn. Chân trái quá đơn giản. 3-0 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ KLC. Và làm bàn của cầu thủ mang áo số 11 đó là Thái Tiến. Tình huống xử lý chắc chắn và chuẩn xác của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ KLC, và họ lại tiếp tục có thêm bàn thắng với một pha dứt điểm bằng chân trái cực kỳ hiểm hóc của cầu thủ mang áo số 11 đó là Thái Tiến. Rất nỗ lực. Đó là pha vấp bóng của cầu thủ mang áo số 13. Vị trí của Công Tấn. Dứt điểm. Dứt điểm. Cú dứt điểm rất căng nhưng chưa thể đánh bại được thủ thành của câu lạc bộ Sơn Châu Sup. Những pha xử lý bóng rất tự tin, đánh đâu, bóng đi trên công dọc, vẫn còn, rất chịu khó tranh chấp, rất hay. Dứt điểm không vào. Pha xử lý là khá hay nhưng cú xỉa bóng cuối cùng lại không thành công của cầu thủ áo số 13. Vị trí của Công Tấn, quá đáng tiếc dành cho Công Tấn. Tình huống xoay trở là quá hay nhưng đã không thể kịp thời tung ra được pha dứt điểm. Như vậy lại có thêm bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía KLC. Tỷ số được nâng lên là 4-0 dành cho các cầu thủ xanh. Và làm bàn của cầu thủ mang áo số 8 đó là Thanh Phong. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Đường chuyền hay của số 11 Thái Tiến dành cho đồng đội. Và pha xử lý chuẩn xác đã mang về bàn thắng thứ 4 dành cho KLC. Đang có thêm những khoảng thời gian cực kỳ khó khăn dành cho các cầu thủ của Sơn Châu Sup. Cơ hội vẫn còn, dứt điểm, bóng lại đi không chuẩn xác. Như vậy đó cũng là pha bóng cuối cùng của hiệp 2. Xin chúc mừng chiến thắng 4-0 dành cho KLC.